nay dì chất về cả nhà ơi. Đó dì chất đi chơi vui lắm không dì chất? Đông lắm, từ bán chiếc xe. Đi ra ngoài dì chất làm gì dì chất? Làm gái. Thôi rồi, bán vé lần tàu. Chứ giờ là ổng đi làm tiền đâu ăn má. Khách sạn cần là 5-6 triệu luôn mà. Có cây giường, 3 cây giường, 8 đứa ngủ. Gặp lồn kia xỉn lũi vô phòng nữa. Vợ chồng ta ngủ cái lũi vô nằm chánh giữa. Trời ơi, có gì dữ hả? Ta đi kiếm cây mắc mèo mà ở đó không có trồng cây mắc mèo. Trồng lá hẹ với điền không à. Ông ngoại trai đẹp nhiều không à dì Dớt? Trời ngoại xuất sắc luôn mà. Xưa xuống biển rụng má đầu chọc gói trời ta trốn tiệt á. Ta đâu chụp hình gì chắc hả? Rồi nổi tiếng dữ trời. Rồi tối ăn ngủ khách sạn luôn hả? Ngon ha. Rồi bán vé tính sao gì chứ? Lỗ. Lỗ hả? Lỗ gì? Chất về đâu có tiền đâu phải không? Đây ta chia theo phần trăm hay sao? Đi hận đủ má để nhà bán xứng hơn. Đi đi Diễm My còn có lời đủ má đi đây không có một đồng bạc. Dây. Ai đâu bắt hả? Băng tụi đó đâu có đi đâu. Đâu giờ mà vé số chưa? Rồi còn nguyên rồi đó nha. Trong đây. Rồi dì Chất hôm nay ra rồi kêu mọi gọi mọi người đi dì Chất. Ra ủng hộ cho dì Chất đi. Đó, đông đông. Phương có bán ở đây không? Có. Ông bán lấy gì sống? Hỏi tôi không? Có, trời ơi, người ta hỏi gì chất riết luôn á. Hỏi gì chất, bà chất đâu rồi? Mấy có xuống với Bình Dương không? Có luôn. Trời ơi, đúng quá. Ta hỏi gì chất riết luôn. Đủ má, tài xế gì mà chạy đéo ngừng cho ai đã vậy á. La quá trời luôn. Rồi đá vô quần luôn hả chứ? Không. Trời ơi, thả đâu có em bé mặt nè. Thả em bé không à, sao có mặt giò. Lâm có già. Có. Trời ơi, trời đẹp trời quá trời. Trời đẹp ở ngoài biển nó mặc đồ gì vậy chứ? Tắm biển. Mặc đồ bikini hả? Xuất sắc trời luôn hả? Trời ơi, nhẹt cứng cái biển luôn, cái chỗ tắm luôn. Ta đứng hòn đá luôn á, để lên trung tâm luôn. Dì Chất rồi, có anh nào anh để ý Dì Chất không Dì Chất? Để ý cái lồng què, đổi kem mà chụp hình luôn. Nó theo chứ Dì Chất rồi. Nói đợi, nói đổi kem ăn không, chụp không. Hai cái kem tấm hình. Chịu không, chịu ăn kem trời. Tao nhớ có anh trà xế đứng lại đáy, thôi hỏi ăn kem. Không có ngừng xe tao đái. Không trời ơi, giá cá biển với chỗ xăm bỏ luộng với bánh kèo. Nó chụp hình kỹ thế luôn. Bánh kèo qua cái đổi tấm hình. Chịu không? Cháu trắng cũng đổi tấm hình. Rồi Chất có đổi không? Đổi luôn, chụp mà đổi mày đổi. Rồi Chất hy sinh dữ rồi trời. Chụp hình mà đổi để lấy cái ăn luôn rồi trời. Đến mẹ quan âm mấy máu quấn á, quấn mẹ quá, ta chui vô cổng luôn. Chui vô mẹ, ta vuốt quá trời, da 19 quá trời luôn, 3-4 cây luôn. Nãy da xuống xe của ta đi chùa nè, 18-43. Da tuổi anh tao 7-49 luôn, mà tối ăn ý vậy đó. Vì Chất đi chùa giấy gì Chất? Giấy mạnh giỏi. Dứt cái xui cái xẻo cho mọi người đi hết đi, năm nay tuổi cọp tôi. Giái cho cô bán trúng số đi, cho mấy bà giếm đi chùa tiếp. Đúng rồi, bán cho người ta trúng số, để ông coi người ta nói gì chứ bán số không trúng.
không biết cái băng bác sĩ mà làm văn có trúng không, có lên đây không? Không thấy. Hả? Chưa, không thấy. Có kỳ vậy. Mua gì chất 400 tờ luôn, không trúng mà. Ông nói hả? Thì ông trúng là ông la làng rồi. Đại lý nó cũng la làng rồi, đại lý nó biết mà. Trời ơi, tháng này tao đi dữ lắm, mấy triệu bạc đó má. Dì chất có cầu nguyện hay là cầu cho cua đen không dì chất? Ông á, cầu cho tao bán ta dùng trúng đập tắt để đi chùa. Giấy nè quan âm xây chuyện với cái bệnh cái hoạn, xây lại cho cô con cái mạnh dội đến cái tài lộc vô, trước cái dòng bệnh hoạn đi hết, tai nạn đi hết. Cũng phải cầu cho cua đen bán đắt rồi, con chị sáng, con em sáng. Trời ơi, cầu cho tao bán ta trúng. Còn ước nguyện mua 2 căn nhà, 6 bộ đồ nữa cũng hả bà. Trời ơi. Không thấy thằng Ngọc tràn tới. Thằng Ngọc tràn tới là cho tiền con nhiều không? Dì chất có tộc cầu tình duyên không? Anh không mật rồi đó. Trời ơi má, cuối năm thằng vô viêm nó thấy tao chết cho cái hòm. Trời ơi trời. Tao chửi quá trời luôn á. Tao quỷ. Trời trời. Không á, tao vừa vô nó nói hồi tối em thấy chị chất chết, em cho cái hộp. Tao chửi tan nát đồi chai nó luôn á. Ta nói nó càng giận rồi càng thương, có đúng không gì chất? Gì chất giận ổng là gì chất thương ổng hả? Sao bữa nói trên clip là chồng? Qua đông không? Qua đông, qua chủ nhật mà gì chất? Nghẹt không? Không nghẹt lắm nhưng mà đông. Tại hôm qua ngày lễ vía mà. Qua ngày trai, ngày lễ vía. Không phải ngày trai. Phải, vía ông thật hổ. Ồ. Mua thịt heo sống cũng hết rồi đó, giá hết rồi đó. Qua gì chất có cúng không? Trời ơi, con cúng quá trời, thả cá mới về cho má. Giờ còn à, 2 căn nhà, 2 bộ đồ, 6 bộ đồ em tao. 3 đứa nữ, 3 đứa nam, 300 ngàn tỷ. Giải quá trời luôn hả chứ? Hôm qua về mấy lúc mấy giờ? 4 giờ chiều. 4 giờ chiều sao không ra bán trời? Trời ơi, tao mệt, tao đi không nổi. Ngó cái cẳng tao đây vầm hết trơn. Bên này ông đó coi hay lắm, ông đó có đứa con. Đứa con hay lắm, con tao cũng lấy. Sao ra ngoài là bắt gì chất bán với số tới nổi đi chân sưng hết rồi trời. Bán lô tô, giờ này tao bán lô tô rồi nè. Bán từ mấy giờ đến mấy giờ? Bán tới 9 giờ tối vào. Chẳng lắm. Không ai chơi lô tô, nó lo đi nha. Rẻ 50 ngàn tí. Con càng 50 ngàn. Ủa sao rẻ vậy? 500 ngàn à, 500 ngàn. Rồi chứ có ăn con cua nào không? Con cua rẻ nào không? Mấy anh chị nó xịn quá, tao ngồi ăn té. Nó xỉn không ăn rồi gì chứ ăn. Ờ nó mua 3 thùng kẹ ăn vậy đó. Ở dưới thầy thí con bạc đó. Ra biển cho vui lắm má. Nó trang ra Lào á, nó biển cho. Ừ má nó bắt cá vui quá trời. Rồi sau khi mà bán vé số xong buổi tối thì chắc làm gì? Giờ này bán xong đi ngủ, đi lên Đại Phật. Không đi chơi bời vậy trời. Chỗ đó gì chơi, mà tính đi chỗ đó có gì. Gia cô mây, thằng đó chở cà xém chết rồi đó. Sao vậy chết? Nó lủng lủng hoài, cô mây nằm ngoài biển á, đi dịch đi. Bà thể bị lính bắt, quảng bà thể á, bà chết. Làm cái mộ cho bà, đẹp lắm. Vô vườn nho đéo cho ăn nho. Cho thử thôi à. Mấy đĩ bê đê quậy lắm, ăn hết luôn. Có nghĩa là nhường do nó quảng cáo. Ăn cắp vô lắm, cắp nho một bị luôn. Bị bắt, căng lại, tính bả 160 ngàn. Nho á. Nho bự bự ra, ông Văn Điền luôn, ăn chua luôn á. Ủa má đi sai lầm mỗi hận.
vô con cắt vô cổng nó khẩu chua tài xế gì đâu mà đụng má băng tử luôn quá trời đéo ngừng mà nói ngừng chưa ỉa nghe ỉa qua mở cửa kẹp tới sờ tóc lạ y như đánh giặc vậy á nhảy xuống tay vậy á rồi về dư được nhiêu gì chứ ba ngày dư được nhiêu chùa mà nói về dư bụng quá là đi làm gái với biển luôn thằng kia nó môn tao chụp hai tấm lấy 200 tiền còn còn ăn bánh xèo chụp mấy tấm lấy 3 tấm ăn 3 dĩa bánh xèo. Ủa đi chùa thì sao đi bắn lô tô mà gọi là đi chùa thì chùa kết hợp với đi làm luôn chứ làm cái lồng quèn nước có 200 bể xô 3 vòng đủ má kinh cặp không à bên đây kinh mày chung chỗ nào nó quay hay quá kinh cặp không à mấy bữa tụi bay quay có lầm mà đó ta nói có lầm ở dưới biển là tối hôm qua là lầm nó chết tại vì mấy bụng về đề sao vậy lầm hiếp dầm à, bị hiếp dầm luôn à mấy nhỏ đó hiếp dầm về đề dưới biển ông ải bộ bê đê dữ lắm hay sao rồi bê đê dữ lắm má đi làm gái quá trời luôn rồi chị chớp ra đi du lịch vui không chị chớp đi ăn mài luôn á chị đâu chớp đi du lịch vui quá trời luôn à bán vé lô tô bị con bú nó bị lộ quại ơi đông lắm mấy chục chiếc lận có bị công an bắt không không á đâu làm bậy gì đâu con nghe ở đây người ta đồn người công an bắt người á bắt nghe rồi nó tố nào nó bậy ở đây ông nào nói không chỉ biết người công an bắt lên chuột chút về bắt đâu tao đâu có tắm đâu mà bị bắt tôi sợ mất đôi bông với hàm răng tao không có tắm ủa bữa ai lượm ở đây hàm răng của ai ba ngày không tắm luôn hay chứ không tắm ở trong nhà tàu á tắm trong nhà tàu á hả đâu có ai xuống tắm đâu mà về có gặp nhau có mặt không có ai hỏi không có trời luôn hỏi quá trời luôn hỏi là sao vậy chúng tôi trả tiền nữa trả tiền bà nội nữa tao có biết nó đâu ai mà biết, trả tiền chứ nợ tiền chứ trả kìa tao giả vô mặt thằng đó có bậy với nó bà gì đâu tối qua đông không đông đông nghẹt quá không có ghế ngồi khách về luôn chứ trời ghê vậy hôm nay tóp khách tới kiếm gì chất không à đứa nào à tóc 10 người mấy chục người tới hỏi gì chất đâu rồi kiểm quá trời luôn vắng 3 ngày còn như đây là phải buồn heo đủ má tài xế gì chạy đéo cho ai đá gì á gì hả ờ đủ má muốn lộn tài xế luôn rồi mà chở gì chất đi đâu thầy hiếm tổ bạch hiếm hả có đi đi lại lại mẹ Quan Âm mà thả cá luôn thả cá rồi thả đâu đi thả cá chó đẻ nó rồi chụp nữa chứ chụp 200 nữa đây đủ má đi chưa ta mới thả cá nha đây ở cụ nó bắt cá mày biết không thả cá với ai thả cá với xe ôm để bị bói tiền nữa rồi dắt bói 200 nữa ghê ở đây ta đồn chất bị u quýt á đi chơi lồn què ta có đồ có gì mà u quýt rồi đi quay chương trình đi rồi chương trình này chúng ta cái số chứ mà